Để mà chậm biết đi mà cứ đi được một lúc để ngã ấy, thì sẽ dùng cái cây này để tắm nhé. Đây chính là sâm cao cảng nhé. Cây này thì nó có rễ mọc từ trên cắm xuống này. Thì khi mà mình lấy để dùng để tắm ấy, thì mình chỉ lấy từ cái phần trên này xuống thôi. Từ cái bộ rễ này cắm xuống thì cứ để nó tiếp tục phát triển nhé. Cây này và với cây thạch xương bồ là hai cái vị thảo dược mà dùng tắm cho trẻ em mà yếu xương, chậm biết đi thì rất là tốt. Khi mà dùng cho bé tắm thì sẽ dùng cây sâm cao cảng và kết hợp với cây thạch xương bồ. Đây chính là cây thạch xương bồ. Nó có cái bộ rễ giống như là con rết ý. Đấy, thì cây này thì cũng là một cái vị thảo dược mà nhà mình chuyên dùng cho những cái vấn đề thất vị đĩa đệm hay là nhức xương khớp nha. Cái cây thạch xương bồ ấy thì nó sẽ ưa những cái vùng ẩm mà khe suối thì nó mới có cây này, chỗ nào có nước. Còn sâm cao cảng thì cũng là chỉ mọc những cái vùng mà ẩm ướt mà râm mát hoặc là ở trong rừng già thì nó mới có. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa hãy chia sẻ cho nhiều người biết đến và sử dụng.